Mình chọn ra 4 người mà mình nghĩ là có phát âm tiếng Anh rất là chuẩn, là giọng trung tính phù hợp với các bạn. Nên là nếu như các bạn muốn luyện phát âm tiếng Anh và các bạn muốn luyện theo cái kiểu bắt chước người bản xứ nói ấy, thì hãy chọn 4 người này. Mình sẽ rất khuyến nghị các bạn làm việc đấy. Nếu như các bạn làm được, điều này có thể thay đổi luôn cả cái sự nghiệp học tiếng Anh của các bạn. Cho nên là đừng bỏ qua video này. Let's go. Thứ nhất, ca sĩ Thanh Bùi. Vietnam unfortunately follows K-pop. Okay, right. And I use the word unfortunately because I think that every country needs its own flavor. Every country needs its own originality. Sure, because we have such an incredibly rich culture, the Vietnamese. And few Vietnamese, I think, today, in overseas, truly appreciate the culture that we have. And I know that there's a lot of, I suppose, negative thoughts about our country with regards to its image to the world. Ca sĩ Thanh Bùi là một người có chất giọng mỏng thanh, là cái chất giọng đa phần của người châu Á của chúng ta. Cho nên là khi mà anh ấy phát âm ấy, các bạn có thể nghe được rõ các thành phần của từ rất rõ ràng. Không giống như người da trắng, giọng của họ quá là dày và trầm, cho nên là những cái âm nó thường là díu vào với nhau. Các bạn không phân biệt, các bạn không nghe được các thành phần ở trong từ vì tần số âm quá thấp. Anh Thanh Bùi nói giọng Úc, một giọng Úc trung tính, không extreme, không theo kiểu là nghe xong kiểu Úc vã. Everyone's just thumbs upping each other. So everything's going great, but then all of a sudden, in comes an incredibly handsome man. Like, I can't describe it. He has a moustache, he's got a tiger shirt, he's 6 foot tall, he's just amazing. So you've got no chances. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn học accent Úc theo accent của anh Thanh Bùi. Nếu như các bạn có ý định đi Úc định cư hoặc là đi Úc du học. Một cái nữa đấy là âm sắc của giọng anh Thanh Bùi rất là hay. Cho nên là anh ấy nói nghe rất là cuốn và nghe rất là dễ chịu. Cho nên là các bạn nghe sẽ không bị chán, hiệu quả sẽ tăng lên nhiều phần. Thứ hai, đối với giọng Anh thì mình sẽ chọn ra giọng của cựu phó thủ tướng Anh là Nick Clegg. Và hiện tại ông này là giám đốc truyền thông toàn cầu của Facebook. Giờ ông này già rồi cho nên là giọng của ông ấy bị khàn và rất là trầm. Cho nên là hiện tại nếu các bạn nghe ông ấy nói thì sẽ không hay đâu, không nghe ra gì đâu. Các bạn nên xem những video mà hồi ông ấy chưa già lắm, hồi ông còn trẻ trẻ. Indeed, Nick Clegg. Well, look, we've heard lots of warm words here about the NHS. Of course, we all love the NHS, but the NHS doesn't need warm words, it needs hard cash. And I'll give you the precise number of how much extra cash it needs. It needs £8 billion by the end of the next parliament. That is what a man called Simon Stevens, who runs NHS England, he's independent of politics, has said it needs. Now, the Liberal Democrats have a plan about how to find that £8 billion. Unlike the Conservatives, we'll ask the richest to pay a little extra in tax for the NHS, closing the reliefs, for instance, in capital gains tax. Unlike Labour, we'll also be able to put money in the NHS because we'll actually get the job done of balancing the books and then we can invest in the NHS. My challenge to the leaders here is if you love the NHS so much, why don't you put your money where your heart is? Nick Clegg. Giọng Anh trung tính, phát âm rất rõ ràng, phát âm từng từ, các bộ phận âm trong từ rất rõ ràng, rất gần với từ điển chuẩn phổ thông. Trọng âm, ông này nói có một cái đặc biệt là trọng âm từ và trọng âm câu, ông ấy nhấn rất là chuẩn và có trầm bổng lên xuống, có xen lẫn cảm xúc. Ông ấy nói tiếng Anh rất là hay, cho nên là kiểu tiếng Anh của ông này sẽ phù hợp với những bạn hướng ngoại mà thích tranh luận. Cách nói của ông này rất phù hợp với người Việt của chúng ta, bởi vì ông này ông ấy nói tiếng Anh với cái giọng ở cổ này này. Ông ấy gần cổ nên ông nói cái giọng ở khu vực cổ với ngực này, chứ không phải là giọng mũi hay là giọng bụng gì hết. Ông ấy nói là kiểu người Việt mình nói chuyện luôn ấy. Đến giọng Mỹ này thì mình sẽ chọn ra đầu tiên là rapper Drake. Có thể các bạn hơi bất ngờ đúng không? Nghe sao sao ấy. Nhưng mà thật sự là Drake phát âm rất chuẩn. Just for clarity, I feel disgusted. I'm too respected. If I was fucking young girls, I promise I'd have been arrested. I'm way too famous for the shit you just suggested, but that's not the lesson. Clearly, there's a deeper message. It wasn't like I needed somebody to facilitate, entire ideas. We worked together.
And if I need to be the poster child that took all those hits for all my peers hiding behind me that do the same thing every fucking album, that's fine, I'll do it. You know, because there's a lot of people that link up with other people and make records that you guys love, right. You know? Các âm trong từ rất rõ ràng, không bị díu vào nhau, không bị nuốt âm, trọng âm, phát âm rất rõ ràng và nguyên âm, phụ âm rất chuẩn so với từ điển phổ thông. Nói to, rõ ràng, một điều rất là quan trọng. Dù là rapper nhưng mà tiếng Anh của Drake hoàn toàn khác xa so với tiếng Anh của người Mỹ đen nhé. Tiếng Anh Mỹ đen đặc trưng thì phải kể đến tiếng Anh của Kendrick Lamar. Tiếng Anh của Kendrick rất Mỹ đen, rất rất Mỹ đen luôn. All the time, I gotta challenge myself. Like I said, it's for me, it's always searching for that next thing that, you know, inspired me within writing. It could be another word, it could be another concept, another song, another album, but it's just a challenge. It's just a search to write that perfect verse or that perfect song. I probably never get it, but I know one thing is gonna keep me driven to keep going hard. You know what I love? Các bạn theo xu hướng giải trí, nghệ thuật, truyền thông thì các bạn hoàn toàn có thể học theo tiếng Anh của Drake. Các bạn ok. Thứ tư, vẫn là giọng Mỹ này. Mình sẽ chọn ra Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói một thứ tiếng Anh rất rất chuẩn mực, phát âm rất là chuẩn, rất chuẩn so với từ điển phổ thông và accent của ông ấy rất trung tính. And that quest by definition acknowledges our imperfections, acknowledges that we're not perfect, we make mistakes, we have reversals, we take steps back. But what we've done throughout our history is to confront those challenges openly, publicly, transparently, not trying to ignore them, not trying to pretend they don't exist, not trying to sweep them under a rug. And sometimes it's painful, sometimes it's ugly, but each and every time we've come out stronger, better, more united as a country. Ông ấy nói một thứ tiếng Anh rất nhã nhặn và toát lên một vẻ học thức rất là cao, nhưng mà không có âm hưởng của thế hệ chính trị gia già, không có cái sự cao sang hay là một chút cổ cổ của cái thế hệ chính trị gia già rất hiện đại, cộng với một accent rất trung tính thì cái kiểu nói tiếng Anh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ phù hợp với những bạn mà theo hướng làm việc business cũng như là nghiên cứu khoa học xã hội. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.